Linh đi ngang cái tiệc chủ bán cháo trắng á, Linh đói quá mà không còn tiền, Linh cứ đứng nhìn ăn cháo trắng mà nó xin lỗi là nước miệng nó có chảy thế này. Mình giá như bây giờ được một tô cháo mà không biết sao cái mình tới cứ đứng hoài và quyết định vào xin. Mình nói cái chị cháo trắng đó, chị có thể cho em xin tô cháo. Cái chị mới nói là từ từ đi, chừng nào chị bán hết đi, không còn khách thì chị còn thì chị cho em, chứ giờ chị bán chị cũng nghèo mà chị đâu có tiền đâu. Thế là mình ngồi chờ, đứa có tin là chờ, ngồi chờ cho tới 3 giờ sáng. Linh ngồi Linh ngó cái nồi cháo mà cái tim mình nó thoát lại, biết không, nó càng ngày càng múc, cái nồi cháo nó càng lưng xuống và đến mức không còn cái gì nữa. Linh nói chết rồi, không còn gì ăn nữa. Và cuối cùng cũng may là cháo nó khét đó Đức à. Tức là tới lúc đó thì không còn đấy ai mua nữa, đúng không? Và cái chị cháo nó rồi đó, mày vô mày ăn đi. Bắt đầu Linh phụ rửa chén với chị, và Linh vớt hết những cái cháo khét của cái nồi cháo đó, nó ngon vô cùng tận. Mà nó còn những cái dưa mắm. À, dưa mắm. À, Linh nhớ là còn 2-3 cục dưa mắm trong đó. Nó ngon còn hơn là yến xào hay là hay là những cái gì nó sơn hào ngoại vị. Nó ngon đến mức mà mình ăn cái những cái cháo khét cuối cùng đó, mình thấy tuyệt vời quá. Không nghĩ rằng cái cháo nó ngon đến mức như thế, và cái dưa mắm nó ngon đến mức như vậy. Và sau đó Linh trở thành cái người phục vụ cho chị bán cháo. Tức là đấy có thể coi là cái công việc, một trong những công việc đầu tiên kiếm được, đầu tiên ở Sài Gòn, tiền đúng không? Không có tiền. Thì đến cái lúc nào đấy thì bắt đầu mọi chuyện nó thay đổi. Khó thay đổi lắm. Nó trải qua gần 10 năm, nó khó khăn đến mức mà Linh không tồn tại được ở đất Sài Gòn nữa. Tất cả những hình ảnh Sài Gòn gần như nó nằm trong đầu của Quyền Linh. Tất cả những con đường, góc phố, con người Sài Gòn, ai dậy sớm Linh đều biết hết, bởi Linh thức trắng với Sài Gòn mà. Nhưng sau đó thì tiền nó không bao giờ có với Linh ở đất Sài Gòn. Công việc nó không bao giờ có với Linh ở đất Sài Gòn. Và Sài Gòn nó tạm xa Linh, và Linh quyết định rời Sài Gòn, trở về quê. Nhưng khi trở về quê một thời gian, với ruộng lúa, với đồng ruộng, với vườn cây ăn trái, tức là quay về là làm nông bình thường luôn, quay về trở về tiếp tục làm. Tức là lúc đã học xong chưa? Học xong rồi, sân khấu rồi, và bon chen cũng không nổi rồi. Lúc đó thì thời Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng, Mộng Vân, vân vân, ABC, họ nổi quá nổi, và không thể nào mình có thể chen một bước chân vào. Nói xin lỗi lúc đó, nếu như Linh xách dép cho những người đó cũng không thể được, bởi vì cái con người Linh đến gần 10 mét là người ta đã đuổi đi rồi. Ngày xưa Linh được mệnh danh là Linh ống hút, tức là Linh ốm như cái ống hút vậy đó. Linh chỉ cần cách xa 10 mét là người ta nghĩ Linh là có thể giật dọc, có thể làm điều gì đó ảnh hưởng đến đoàn, người ta đã đuổi đi rồi, không để tiếp cận đâu. Và Linh trở về quê. Sau đó Sài Gòn lại trong nỗi nhớ của Linh, trong ký ức của Quỳ Linh. Linh nhớ Sài Gòn đến mức nó như một người yêu của Linh vậy. Sài Gòn lặng lẽ, Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn trong trái tim nó là mạch máu của mình. Nó vướng cả vào trong máu, trong tim của mình rồi. Và Linh quyết định trở lại Sài Gòn với hai bàn tay trắng tiếp tục. Người ta sống ở Sài Gòn đô hội với đầy đủ tất cả mọi thứ. Linh sống ở Sài Gòn một cái nồi. Một cái nồi nó đen, nó nứt, nó móp. Đó là gia sản của mẹ Linh. Đó là gia sản của mẹ Linh. Một cái mùng nó rách, gần như không dám mở ra. Hai bộ đồ nó không có gì cả. Cứ mỗi lần nhắc tới đây là không thể nào quên được hết. Với Linh á, Sài Gòn nó lớn lắm, nhưng tài sản của mình ở Sài Gòn nó không có gì cả ngoài cái nồi đó. Linh nhớ lần thứ hai lên Sài Gòn với 2 lít gạo và một chai nước mắm, một hũ chao. Linh nói mẹ Linh rằng là chết sống con cũng bám đất Sài Gòn, chết sống con cũng bám đất Sài Gòn để có thể thay đổi. Bởi vì nghèo quá. Mỗi lần nhắc chặng đường đó không thể nào mình kìm được cái cảm xúc của mình. Và tiếp tục đón xe đò, Linh nhớ mẹ Linh còn đủ tiền để đi xe đò. Nhưng lên xe đò Linh nó nói với cái lơ xe đó, Linh đón xong Linh lên xe. Linh nhớ hồi xưa đi cái xe mà nó đốt than á, nó nóng lắm. Anh kêu vô trong kia ngồi Linh không? Anh ngồi ngoài đây được rồi, bởi ngoài đây không ai ngồi chứ á. Anh nói xong ngoài đây nóng lắm không? Bởi vì em nói với anh là em không có tiền. Anh nóng không được nữa. Mình sao cho em lên tới Sài Gòn được rồi.
cái xe dần xa cái gương mặt của mẹ lên đó, con người lên nó nóng, nó như cháy, cảm giác như là cái giọt nước mắt của mẹ lên nó rơi xuống. Và lúc đó một bên là hình ảnh của mẹ, giọt mắt của mẹ, một bên là Sài Gòn đô hội bằng mọi giá chúng ta phải lên. Và với hành trang một chai nước mắm, một hũ chao, một hai lít gạo, một cái vỏ đệm, một cái mùng, không biết ngủ ở đâu. Bởi vì khi mà ngày xưa trường sân khấu ra trường rồi, ta không được ở trong trường nữa, mà Linh cũng biết Linh ở đâu luôn, mà vẫn cứ xách gói đi. Linh nói với mẹ Linh yên tâm đi. Mẹ Linh nói không được đâu, thôi ở đi, dưới quê có gì ăn được đó. Mình nói nếu thế thì cả nhà mình chết à, nếu thế thì cả nhà mình chết à. Năm đứa em, một mái nhà gần như không có một cái nơi nào đó gọi là che nắng che mưa, bởi vì nó trống như là mỗi lần mưa là không biết hứng tất cả mọi thứ cũng không có hứng hết. Đi lên ngồi cái xe đó, nó dần dần xa cái nơi mình chôn nhau các rúng, xa cái nhà ngôi nhà của mình, càng tiếp cận gần Sài Gòn, Linh càng với rất nhiều câu hỏi: làm gì đây, ngủ ở đâu đây, ăn cái gì đây, nấu ở đâu đây, củi đâu mà nấu, vân vân. Và Linh nhớ rằng cái anh lơ xe đó thương Linh, thay vì á là anh lấy tiền anh không lấy, mà đến nơi á anh còn cho Linh hai củ khoai mì ở tại bến xe miền Tây á, Chợ Lớn. Linh lang thang giữa dòng người Chợ Lớn, Linh cũng biết Linh đi đâu hết. Và Chợ Lớn nó cách trường sân khấu như vậy là khoảng cũng 7-8 cây số gì đó. Linh đi bộ từ đó cho tới trung tâm Sài Gòn, đường Cống Quỳnh á. Và Linh đến trường sân khấu lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Linh nhìn cái ngôi trường đó, nơi thân quen của mình, nhưng mà không vào được, bảo vệ đóng cửa rồi. Linh ngồi ăn trước thì lúc đó là nó là rạp Thăng Long. Linh mới xin cái anh bảo vệ á cho Linh ngủ cái vỉa hè đó. Thì cái anh bảo vệ đánh quen với Linh, bởi vì anh đối diện trường mà. Đêm đó Linh ngủ ở đó mà đói quá, Linh mới nói anh ơi, có chỗ nào nấu cơm cho em, nấu miếng cơm em ăn. Anh nói thôi anh còn miếng cơm em ăn, với lấy cái hũ chao hai anh em ăn. Và đó là những ngày tiếp tục lần thứ hai lên Sài Gòn. Anh, những gì anh kể nó giống y như một thước phim vậy đó, nó đang quay dần. Thành xúc động quá, mình uống nước trước. Cảm ơn rất nhiều. Bởi vì nhắc đến như kỳ niệm ký ức đó, mình không có thấy, mình không thể nào kìm được. Mọi người sẽ nghĩ rằng là giống như là một thanh niên ở quê lên thành phố lập nghiệp và làm công nhân, chứ không nghĩ đấy là cái con đường khởi nghiệp của một diễn viên. Nó đã diễn ra như thế. Diễn ra là như thế. Đấy. Nó không có gì trước mắt mình cả. Con đường nghệ thuật lúc đó, thực sự mà nói, nó vô cùng tối tăm. Linh không nghĩ nó đi đường nghệ thuật đâu. Và sau đó thì Linh mới đi lang thang. Linh biết rằng ở chợ Cầu Muối á có rất nhiều công việc. Đầu tiên là Linh lại bám chợ Cầu Muối lên sống. Rất nhiều công việc đêm khuya, tức là những cái xe chở hàng từ Đà Lạt về, họ chở rau củ quả về. Linh đến đó, Linh xin họ cũng cho, tụi nó có việc hết rồi. Họ nói hết việc rồi, đừng tới đây nữa, tới đây không có việc nữa. Thì Linh không cần việc, Linh chỉ cần anh phụ gì anh ấy thôi. Rồi tới sáng anh mấy cái củ cải, mấy cái bắp cải nó rớt ra đó, những cái lá mà ta lột ra, ta giục đi đó, thì Linh xin mấy anh là cho Linh cái đó để chi Linh ăn, để Linh tìm mưu sinh thôi. Thì mấy anh cũng đồng ý, và Linh làm hình như đó 3 tháng không có lương bổng gì hết. Linh cứ khuân vác, và thậm chí Linh lao xe, rửa xe, tất cả mọi công việc đó, những cái người bán cá đi vào chợ đó Linh đều khuân vác. Và gần như lúc đó chợ Cầu Muối ai cũng biết Linh cả. Thì Linh bám vào đó Linh sống. Sau đó Linh mới phát triển một cái nghề, Linh không còn khuôn vác nữa, là Linh buôn bán, kinh doanh. Là gì? Linh mới lượm những cái củ cải rớt mà xấu xí, là giục đi, nó gom lại. Linh về một cái góc ngay chợ ký túc xá Trần Đạo á, Linh ngồi Linh mới gọt hết những cái thứ mà thúi ra hết. Linh còn cái nào mà ngon nhất, trắng nhất, mà sạch nhất Linh sẽ gom, là nhỏ nhất Linh thầm cái bao mũ. Thế Linh ngồi ngay chợ Cầu Muối Linh bán. Thế lúc đó bắt đầu Linh kinh doanh đầu tiên. Anh có nhớ là cái thời khắc nào mà nó đã làm mọi chuyện thay đổi để rồi chúng ta có Quyền Linh ngày hôm nay? Linh vẫn cứ đi đóng quần chúng thế, vẫn đi các đoàn, vẫn làm hậu đài, vẫn nấu cơm, vẫn khuân vác tất cả. Linh xông pha vào tất cả mọi trận địa của nghệ thuật, không cần tiền bạc, mà chỉ có sự nhiệt huyết và sự nỗ lực để chứng minh rằng là mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Thậm chí vô đó ai sai cái gì Linh cũng làm. Và đến một hôm Linh bắt đầu được đóng vai quần chúng trong phim Phạm Công Quốc Qua, bộ phim rất nổi tiếng của Lý Hùng. Thì lần đầu tiên đạo diễn Lê Mộng Hoàng lấy Linh đàn khuôn giác, nói ơi thằng kia thấy mày cũng được quá, vô đây đóng giùm tao vai đứng đây làm lính gì đó. Thì trời, Linh mừng quá. Đóng xong rồi cái cũng được ổ bánh mì,
ổ mì xong cái đợt sau đóng tới giữa phim cái Linh được kêu đóng lần nữa, Linh vô được ổ mì nữa, và lần cuối cùng cái Linh tự động vô đóng. Cái ông nhìn mấy này sao lúc nào không thấy mày chứ, mày ra mày đuổi ra không được ổ mì nữa. Đó lần đầu tiên Linh xuất hiện trên màn ảnh. Thấy phim còn qua chiếu thì mình cũng đứng đó, mình biết là mình có trong đó nhưng mà không biết nó ở chỗ nào. Sau này mới xem lại hoàn toàn không thấy mình, bởi vì nó nằm trong một cái đám quá trời đông, không thấy mình là ai cả. Và sau đó thì Linh mới được lòng rất nhiều nghệ sĩ. Sau đó anh Lê Hoàng, anh đạo diễn Lê Hoàng là mời Linh, lần đầu tiên Linh có số phận trong một bộ phim. Anh Lê Hoàng nói là anh sẽ cho một vai từ đầu tới cuối là vai trong điện ảnh nha. Linh mừng quá, hình như cả tuần Linh không ngủ được. Và Linh cứ đến quay cho anh Lê Hoàng, mà mỗi lần đến quay á là cũng mấy cấp hóa trang là làm đã đời lắm. Xong cuối cùng chuẩn bị vay là quay là anh khoác cho mình một cái che mặt lại, chỉ lú hai con mắt thôi. Thì ra lúc đó Linh mới biết Linh đóng gián điệp hay gì đó, không được lú mặt. Xong mình đóng hoài có hai tuần mà không được thấy mặt, lại nói anh Hoàng, anh cho em thấy mặt chút xíu, làm diễn viên cũng cho thấy mặt cũng gì. Nó rồi ngày mai thấy mặt. Bừng quá tối đêm mình là không ngủ được, và hy vọng sáng mai mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh điện ảnh Việt Nam. Sang ra make up mình nói chị mới làm đẹp, nói chị cố làm đẹp cho bữa nay em thấy mặt. Anh Lê Hoàng nói rồi chuẩn bị cho Linh nha, cái lại đeo cái mặt đó vô. Nó ủa sao anh Hoàng nói qua anh nói cho em thấy mặt, nó không chút xíu sẽ thấy. Cái mình đeo vô, cái hồi cái bắt đầu là mình quay, hồi mình đang rình rình ngay chỗ gốc cây quay hồ con rùa đó, gốc cây mình rình Hoàng Sơn, thì vừa rình thấy một cái gốc cái cảnh là một cái người đập mình té xỉu ra đó. Lúc đó thì mở cái mặt nạ ra đúng là thấy mặt mình, là hết phim. Là chết, là bị đánh đúng không? Đó là cái chạm ngõ điện ảnh đầu tiên. Thấy nó khổ chưa Đức? Đấy, đúng là nghe lại bây giờ thì nghe phải nghe đúng cái trực tiếp anh Linh kể ra bằng giọng của anh thì mới thấy là cái thăng trầm nó như thế nào.